Ôi chào cả nhà, thấy cái vườn đẹp không? Vườn rau trên Bình Phước này. Đây, thiện lắm. Ôm là ai vậy? Đi hay đu đủ. Ở đâu? Ở vườn đu đủ nhà mình. Nhưng mà biết là ấy là khúc nào, bên nào? Bên tay phải. Bên tay phải, tao đang quay bên này, mình chỉ bên tay phải, rồi tao mới đi trước đây. Đây, cái cung đường đu đủ. Đẹp đó. Đi thôi, đi hái đu đủ để tối. Mọi người đi theo tôi hái đu đủ nha. Đu đủ nha. Đây, chiều tối rồi nè. Lên Bình Phước chui vô rừng là chỉ sống sinh tồn trong rừng. Kiểu như là tự đi hái trái về, tự nấu ăn. Tới không? Ồ, trời ơi, cái đu đủ. Anh em xem nè. Thấy to không? Em tới à? Mình hay già hay chín thiệt? Hay già. Cung cấp cho. Đây là mình ở đây mình cung cấp cho chợ đầu mối. To. Cây đu đủ này cổ thụ lắm rồi đó. Nhìn cái gốc nó nè. Trời ơi, nhìn cái gốc của nó kinh khủng quá. Đây, trái đu đủ sập dưa nè. Nè. Sập dưa. Đấy. Cái đây chắc cần vàng, cần lượng gai mà nhiều ký. 2 ký hơn. Rồi, 2 ký hơn ấy. Ơ, lụm lên giùm anh nha, quên thả cái đu đủ nha, chạy xuống cần mới rồi. Đi xa xa ra anh thấy hiện ơi, trong khu vực kia người ta mở nhạc quá trời. Nguy hiểm lắm. Trong là mình làm đây là nghe tới cái tiếng nhạc xa kia là thôi. Đi càng xa càng tốt. Và mình sẽ nói nhiều hơn để nó át cái tiếng nhạc. Đây là những cái tiếng bếp. Quên, đây là những cái bếp. Hãy giao cho anh nói với người ta là hãy giao cho hãy giao sống là hãy đu đủ xấu. Ủa, giao sống là hãy đu đủ xấu hả? À, là lần đầu tiên anh mới biết cái vụ này á. Ôi sao cây, những cây trong này càng cỗi hơn ha. À là tức là mình bán sống là mình hái trái xấu. Còn để nó chín là mình lựa trái đẹp để nó chín. À được 3 trái. Ôi gai trời ơi, cứu tôi. Vô rừng á, gai á. Rồi xong, gai mắc cỡ. Mà sao gai nó mắc cỡ mà nó còn dứt mình ta. Nó không mắc cỡ vậy luôn á. Ủa bên đây sao trồng về dữ vậy? Đủ rồi. Ở trên kia nó hát mấy mùa trăng lên cao đó. Mình sợ mình đi xa ra nha. Ai. Ồ ở đây rau muống nè. Không biết lội vô đây bị cô vá dứt mình không? Đó. Rau muống con. Đây rau sạch quá trời. À, hình như là mấy hecta toàn là trồng rau sạch. Và bên góc bên kia thì trồng nấm. Xưởng trong kia sản xuất nấm. Rồi. Đi dạo vậy thôi. Nhất là thích nhất cái vườn cái cung đường đu đủ á, tức là hai bên đu đủ nãy ban đầu video vô xem á. Mà bây giờ mình đi xa ngoài này nó không có đẹp vì cái lý do trong kia người ta mở nhạc nên là đi xa. Đấy anh em nghe không? Anh có còn chuẩn bị, anh có còn quay video nữa không? Thôi tắt đây. Thôi, vậy thì nắm kết thúc nha. Vì đi vô trong này là sẽ, anh có còn gì nữa không đó. Thôi, bye bye cả nhà. Hái hết chưa Thiện? Hả? Hết chưa? Nói to lên chứ.